chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay mình sẽ quay một cái video là cùng review lại những cái feedback và những cái hành trình thay đổi, hành trình giảm cân ngoạn mục ở trong group Healthy Life with Hana Giang Anh. Các bạn có biết cái group này của mình không? Đây là một cái group mà mình đã lập cách đây khoảng 3 hay 4 năm gì đấy rồi, mình không nhớ nữa. Nhưng mà trong này là một cộng đồng tất cả các chị em tập theo những cái bài tập của Hana. Mọi người thường xuyên chia sẻ lại cái cảnh mọi người tập luyện này, số đo của mọi người đã thay đổi như nào, hay là hàng ngày thì mọi người ăn gì. Và cái điều này đã đem lại động lực cho rất rất nhiều bạn luôn. Nhưng mà có nhiều bạn cứ bảo là em click vào thì không được join group. Na cũng không hiểu tại sao mà các bạn không được join hoặc là không tìm được group nữa. Thì các bạn hãy bấm vào cái group Healthy Life với Hana Giang Anh này, bấm nhấn nút tham gia và trả lời đầy đủ tất cả những cái câu hỏi để được tham gia vào group. Nhớ là phải trả lời trung thực, bởi vì nếu mà các bạn cứ không trả lời thì các bạn sẽ không được duyệt nhá. Bạn đầu tiên đấy là bạn Nguyễn Thị Tuyết Nhi. Bạn Tuyết Nhi bạn có viết là theo chị Hana là bắt đầu từ lúc chỉ thị 16, bắt đầu tập theo lịch là theo cái lịch tháng 8 ấy. Giờ thì bạn ấy đã tập được đến cái livestream số 52 của lịch tháng 9 rồi. Lúc mới tập thì bạn ấy 40 cân, hiện tại thì bạn chỉ còn 38 cân thôi và không ăn eat clean. Bạn cảm ơn Na và group rất nhiều vì đã tạo động lực cho bạn cố gắng, và bạn sẽ cố gắng phấn đấu nhiều hơn để tự tin trong cuộc sống. Bây giờ dáng của bạn rất là đẹp, Na thấy là bạn ấy có cái thắt eo ấy. Và một buổi tập bạn cũng đốt được 327 calo, Na thấy là bạn này thể lực cũng rất là tốt. Theo từ lịch tháng 8 bây giờ đã đến lịch tháng 9 rồi. Tuy nhiên là không biết là bạn Tuyết Nhi này cao bao nhiêu, nhưng mà 40 cân thì đối với Na là hơi gầy. Na rất là mong là khi mà mới tập ấy, thì thường là các bạn sẽ giảm cân một xíu, tại vì là mình sẽ giảm nước, thì có lẽ là cái chế độ ăn của bạn ấy sẽ bình thường là hơi thiếu chất dinh dưỡng một tí, nên là bạn sẽ chưa được khỏe lắm. Nếu như mà được khuyên thì Na khuyên là bạn có thể là ăn nhiều protein hơn, ăn nhiều thịt hơn. Mỗi bữa thì bạn ăn khoảng 150 đến 200 gram thịt cá hoặc là trứng, thì khi đấy cái mông và cái đùi của bạn nó sẽ nảy nở hơn rất là nhiều. Hiện tại là eo của bạn rất là bé, nhưng mà mông đùi của bạn thì cũng nhỏ luôn. Nếu như mà bạn muốn người của bạn săn chắc, nảy nở, đẫy đà hơn thì hãy ăn theo chế độ eat clean và ăn nhiều protein hơn nhá. Na chắc chắn là bạn sẽ không những chỉ khỏe này, không những chỉ eo bé mà mông đùi nó còn to nữa cơ, bởi vì là cái form của bạn này là eo rất đẹp luôn. Đây các bạn nhìn cái ảnh chụp cái lưng của bạn ý, thon vào trong luôn đúng không? Nếu mà Tuyết Nhi nghe cái video này thì Tuyết Nhi hãy comment ở phía dưới nhá. Bạn thứ hai là bạn Lương Ngọc Mai. Bạn up bài vào 11 tháng 9 này. Dù không tập theo lịch tháng của chị Hana thì mỗi ngày mình đều chọn một bài bất kỳ. Cơ mà sau gần tháng thì cũng rất là dì và này nọ. Eo giảm từ 74 xuống 67. Nhiều kinh khủng luôn đấy mọi người. Bụng dưới thì từ 86, sau lại 86 xuống 73. Nhiều nhờ. 86 mà xuống 73 là mấy nhờ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 cm. Mình có nhìn nhầm không nhỉ? Nhiều kinh khủng luôn đấy các bạn. Và đùi thì giảm từ 55 xuống 43, mà trong chỉ gần 1 tháng. Đừng ngủ quên trên chiến thắng. 1 tháng chưa là gì cả, phải 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm. Đến lúc đấy thì người của bạn nó sẽ vào form, và người của bạn nó sẽ đẹp luôn. Bạn yên tâm. Bạn số 3, trời ơi, đó là bạn Liên Vũ. Bạn Liên Vũ thì đã theo Na được 3 tháng rồi. Thể lực tốt hơn ngày xưa rất nhiều, mặc dù động tác thì vẫn chưa thực hiện được, nhưng mà bạn đang cố gắng. Mới bắt đầu thì eo bạn 69, bụng 79, thì bây giờ eo là 64 và bụng 74. Thì Na thấy là bạn đã giảm được 5 cm vòng eo, và cái phần bụng dưới bạn cũng giảm được 5 cm luôn. Cân nặng thì giữ nguyên. Bạn này rất là tốt. Thực ra thì mình rất là ủng hộ những cái bạn nào mà khi tập luyện eo các bạn giảm nhiều nhưng mà cân nặng các bạn giữ nguyên. Điều đấy cho thấy rằng là các bạn đang tăng cơ giảm mỡ. Với những bạn nào tập luyện mà đạt được cái mục tiêu là tăng cơ giảm mỡ thì người các bạn sẽ khỏe lên rất là nhiều. Hai bạn trước đấy là giảm hơi bị nhiều, Na hơi lo lắng cho sức khỏe các bạn ý. Khi mới tập mà mình giảm nhiều như thế, sợ rằng là thể lực các bạn nó sẽ không được tốt. Và nếu các bạn không tăng được cơ lên ý, ăn không đủ chất dinh dưỡng thì các bạn sẽ không cảm thấy người tràn trề năng lượng đâu. Chính ra ăn nhiều thì tập nhiều thì người sẽ auto là tăng cơ giảm mỡ, người sẽ đẹp lên. Ăn và tập luyện thì cơ thể săn chắc, không hề sợ béo đấy, mọi người thấy không? Tập cùng Hana rất lôi cuốn. Cảm ơn Hana rất nhiều. Cảm ơn Liên Vũ và chúc mừng Liên Vũ nhá. Bạn này tên là Mộc.
Bạn up bài vào 12 tháng 9 cũng mới có hôm qua thôi. Câu chuyện của mình là biết Hana cách đây phải 6 năm rồi, hồi chưa tập tạ, mình cũng tập theo Hana. Sau này thì chuyển sang tập tạ và dù không tập theo Hana nhưng mình vẫn theo dõi em ấy. Thấy được sự thay đổi của Hana từng ngày đến tận bây giờ và mình học được khá nhiều điều từ đây. Dinh dưỡng có, học cách làm việc và đặc biệt là tư duy của Hana. Mình cũng biết cách yêu và hài lòng với body của mình. Kiến thức thì mỗi người sẽ một khác, cái gì mình thấy phù hợp với mình thì mình sẽ tiếp thu. Đúng và sai nó cũng chỉ là tương đối, không có cái gì là tuyệt đối cả. Áp bài chỉ muốn nói lời cảm ơn đến Hana rất nhiều về những gì em ấy đã truyền tải suốt time qua lớp. Cảm ơn chị Mộc rất là nhiều. Đọc cái caption này là Na đọc thấy từ tối qua cơ. Xong rồi Na đọc, Na cũng rất là vui. Na thấy rằng không phải là ai cũng tập theo mình. Như chị Mộc này là lúc đầu có nhiều người giống chị lắm. Khi mới bắt đầu biết đến fitness thì mọi người biết tới Hana và mọi người tập theo. Sau một thời gian, lúc mà cái fitness level mọi người nó cao lên rồi, có nhiều người họ sẽ thích những cái phương pháp khác. Ví dụ như là tập gym, tập với tạ nặng, tập chạy, vân vân và vân vân. Có rất nhiều phương pháp thể thao luôn. Thấy cái gì mà phù hợp, cái gì hay thì mình sẽ tiếp thu và vẫn luôn luôn giữ một cái tấm lòng yêu thương và trân trọng người khác. Đấy, thì chị cảm ơn mình. Mình cũng rất là cảm ơn chị vì đã thấu hiểu và trân trọng, tôn trọng mình như vậy. Yêu chị Mộc rất là nhiều. Gửi ngàn trái tim. Hy vọng sẽ có thể tiếp tục đồng hành cùng chị Mộc trong cái thời gian sắp tới. Không nhất thiết là phải tập cùng nhau mà qua những cái bài post của mình hoặc là những cái video chia sẻ về phụ nữ hoặc là về tâm lý. Hiện tại không biết mọi người biết không là mình đang có một cái thử thách là Na thách bạn tháng 9. Thì mọi người sẽ up bài tập cái hình ảnh mọi người tập luyện hoặc là video mọi người tập luyện hàng ngày vào theo cái lịch tháng 9 của Na, up lên trên group Healthy Life with Hana Giang Anh, rồi hashtag chữ Na thách bạn tháng 9. Thì bạn nào mà theo được hết tất cả những cái ngày trong lịch tháng, cuối tháng các bạn ấy sẽ nhận được phần thưởng là một cái huy chương để ghi nhận sự nỗ lực cống hiến của các bạn. Tháng 9 này là tháng mới bắt đầu nên sẽ có nhiều bạn chưa tập được ngay từ đầu tháng. Nhưng mà tháng 10 mình cũng có, tháng 11 mình cũng có, tháng 12 mình cũng có. Nên là hãy siêu tập huy chương nhá. Bạn Hồng Nhung bảo là tập bù xong rồi 10 ngày thì mình nghỉ. Cái gì? À, ngày 10 thì bạn ấy nghỉ. À mọi người, bạn này là đi tiêm vaccine. Bạn ý tiêm hôm 8 tháng 9, về vẫn sung sức tập bài tạo rãnh lưng của chị Na. Ngủ một đêm dậy thì ngoài hai bắp tay và vai lưng ngực đau thì mình còn đau cơ mông và cơ đùi. Bonus thêm đau dạ con vì mình sinh mổ thì lớp cắt bên trong vẫn chưa lành hẳn. Qua ngày thứ 2 sau tiêm thì triệu chứng đau nhức của mình đã hết nhưng lại sốt cao kèm đau đầu. Bản thân mình bị thiểu năng tuần hoàn máu não, sau sinh còn bị tiền đình nữa. Trộm vía quyết tâm theo lịch chị Na từ đầu tháng 9 nên đến ngày thứ 3 sau tiêm mình đã khỏe hẳn, không sốt, không đau nhức nữa, chỉ còn bút bắp tay do tiêm lệch và hơi ngáo chút thôi. Hôm nay tập xong mồ hôi túa ra và đã cái nư rồi mọi người, lại cảm thấy tràn đầy sức sống. Hello Hồng Nhung, đợt này có rất nhiều người đi tiêm. Na cũng mới tiêm cách đây khoảng 4 ngày xong. Sau khi tiêm thì mình không bị sốt cũng không bị đau gì cả. Nhưng mà mỗi người thì sẽ có một cái phản ứng với tác dụng phụ của vaccine khác nhau. Có những bạn thì bị sốt đây, như bạn này rõ ràng là bị sốt, bị đau nhức người và cảm thấy đau đầu. Thì khi mà chúng ta gặp những cái tác dụng phụ như vậy thì các bạn nên nghỉ vài ngày giống như bạn Nhung. Và khi nào mà chúng ta cảm thấy khỏe mạnh trở lại thì hãy tập nhẹ nhàng trở lại. Chưa cần phải bắt đầu theo lịch tháng của Na ngay đâu, mà có thể search những cái bài như là Pilates, hoặc là bài tập giãn cơ sâu, hoặc là những cái bài tập yoga, hoặc là bài tập strength cho người mới bắt đầu. Chúng ta bắt đầu lại nhẹ nhàng, cũng giống như là sau khi mình sinh em bé, sức mình ở đâu thì mình tập ở đấy. Hồng Nhung ơi, tháng sau rồi chúng ta lại tiếp tục gặp nhau ở trên group Healthy Life nhá. Na ít khi comment vào trong group lắm, nhưng mà ngày nào thì Na cũng lên group để Na đọc hết. Và Na rất là nhớ chị Huyền Nguyễn luôn, vì chị Huyền Nguyễn là một thành viên đặc biệt, 46 tuổi rồi. Thật may mắn, qua một người bạn thì mình đã biết tới huấn luyện viên Hana Giang Anh. Mình đã tham gia tập theo lịch của Na từ tháng 7 cho tới nay khá đều đặn, trừ 2 đợt sau khi tiêm và không tập hết bài. Bụng mình đã nhỏ hơn và rãnh một một cũng thấy rõ hơn. Cuối tháng 7 tính khoe mà thấy kết quả chưa ưng ý. Hôm nay mình cũng thấy chưa ưng, lớn tuổi nên lượng mỡ có vẻ giảm lâu hay sao ấy. Có chị em nào chạc tuổi mình tập lâu rồi mà cũng thấy vậy không? Hóng dung đào tạo của Na vào học thôi cho có kết quả tốt hơn. Mong muốn của mình là bụng cỡ phải phẳng lì như thời con gái. Chị Hiền đúng không ạ? Đúng rồi, nhìn chị Hiền có cái thần thái rất là tươi tắn và hạnh phúc toát ra qua cái tấm hình này, mọi người có nhìn thấy không? Công nhận không? Mình rất hâm mộ những cái chị mà 46 tuổi, 50 tuổi, 55, 60 tuổi rồi mà các chị vẫn phơi phới. Chị thì đặt cái mục tiêu là bụng phải phẳng lì như thời con gái. Nhưng mà thật ra em nhìn chị em đã thấy
rất là hâm mộ chị rồi. Vì em nhìn một người phụ nữ, em nhìn qua cái thần thái của họ trông chị như này là em nhìn em muốn kiểu tiến tới để trò chuyện bắt chuyện với chị lắm luôn ý. Không cần phải bụng phẳng như thế con gái đâu, vì điều đấy là điều không thể. Khi mà chúng ta tới cái độ tuổi lão hóa, cơ thể của chúng mình sẽ trao đổi chất kém hơn. Chính bởi vì thế nên chúng mình sẽ dễ tích mỡ hơn so với cái thời con gái. Chưa kể mình còn sinh nở rồi này, cái da của mình nó bị căng ra, nó bị rão ra. Rồi cái phần môi liên kết mà nối giữa các cơ bụng của mình ấy, nó cũng bị căng ra. Nó giống như là cái dây chun buộc tóc ấy. Một khi mà nó đã căng ra rồi và nó bị rão thì không thể nào mà nó co chặt lại như cái chun buộc tóc mới được. Hãy đừng đặt những cái mục tiêu mà khiến cho bản thân cảm thấy áp lực. Và mục tiêu đấy, em nói thật là nó là mục tiêu không thực tế. Chị chỉ cần tập cho nó khỏe mạnh này, eo của chị mỗi tháng nó lại nhỏ đi một xíu này, mông to hơn, và cứ giữ cái nụ cười như thế này nhá, chị rất là năng lượng và tích cực luôn. Hết rồi, ngày hôm nay thì Na sẽ review những bạn này thôi. Các bạn có thể join vào group Healthy Life with Hana Giang Anh, các bạn sẽ thấy là còn nhiều bạn nữa. Ngày nào cũng phải có 30-40 bạn up bài trong ngày luôn. Có cả nhiều chế độ ăn nữa, có các bạn nấu ăn rất là khéo tay. Na nấu thì chẳng ngon như thế mà các bạn nghĩ ra đủ trò luôn. Hãy tham gia vào group cùng với Na để tạo động lực, tập luyện và sống khỏe cùng nhau nhé. Hẹn gặp mọi người vào cái chương trình review tuần sau. Bye bye.